ấy nè. Đang đó chị phải đứng luôn á, chị tranh chỗ người ta là chị còn đúng không? Đúng rồi. Dành chỗ khách thì còn đó chơi khách nhở? Vô đánh giá nha. Đánh giá một sao. Ừ. Bạn gái em dưới thôi đi. Đâu phải đâu, bạn nào nữa? Ủa, ai đợi ai dưới ta? Chắc đợi chờ tình yêu á. Bạn em dưới hả, Luận? Không cách cho không dẫn lên. Ừ, chị biết nó không phải. Khoa. Phải rồi đó. Bạn qua không hả? Em cô đến. Ủa rồi bạn ai? Giờ còn mối hận như mày. Hận là không phải đó. Ủa rồi. Rồi sao? Các bạn nhóc bên kia. Cái này là sẹo của ông mà ông. Làm sao mà nói hết được. Để tích cực ăn nhậu hút thuốc vô nha. Đi tới mụn rồi nha. Cái người ta gọi là cái miệng làm hại cái thân á. Cái gì vậy chị An? Chị thấy cái gì không? Chị thấy gì chị em không thấy gì luôn á. Nóc bên kia đã mụn nha. Chết vào chết đấy. Ừ. Bà cháy vào chết. Em đi xem video clip cái mụn em phê không tệ. Tối nào em cũng coi lại. Ghiền đến vậy luôn á. Ngâm cứu cách lấy mụn à? Được nha. Ừ. Chanh chanh mà. Chanh chanh ra hả? Nồi không? Nhắm làm được không? Ủa sao hôm nay nó đỏ sớm mày?
cái điện thoại xa 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 ra xíu được không? Em ơi, cái thâm này khó hết lắm nha, lâu hết lắm nha. À nha, thâm sẹo trong cái sẹo của em không à? Cục nó đau dữ. Cục nào đang đau cái đấy. Vàng tí bắn erup cho em coi nha. Đâu thế?
Tự ôm về nghiệp.
dưới cằm nữa nè. Biết luôn. Đúng rồi, cục. Làm cái gì vậy? Dạ. Không thấy. Dọi cái đèn đấy vô có tác dụng gì đâu. Dạ. Ồ, đèn vàng nữa chứ. Cái đây còn nhiều. Thế rồi. Làm gì? Anh thấy nó nặng nặng.